Ok, hello, chúng ta mình là Sumi đây. Cuối cùng thì Free Fire đã cập nhật xong OP42 rồi đấy các bạn ơi. Uầy, mình thấy là bây giờ cập nhật khá là nhanh rồi đấy các bạn. Không cần chờ lâu như ngày xưa nữa. Đúng ngày xưa ta phải chờ từ 11 giờ đến 7 giờ tối mà bây giờ cập nhật kiểu quay được game luôn thì các bạn ơi, khá là nhanh luôn đấy. Và để xem là OP42 có gì thay đổi không thì các bạn ơi, đầu tiên là mình thấy có cái rank từ chiến thay đổi thì các bạn. Trời ơi, nhìn cái rank thách đấu nhìn lạ kiểu gì các bạn ơi. Có cái số trên rank hình như là top hay sao các bạn. Hiện tại là mình đang ở top 4521 và hiện tại là chỉ còn có 3 mức thách đấu, đó chính là thách đấu 1, thách đấu 2 và thách đấu 3 rồi các bạn ơi. Thách đấu 4, 5 ở từ chiến thì bỏ rồi hay sao ấy. Wow, và đặc biệt là ở bên này thì quân đoàn sẽ làm mới các thứ và rất là danh dự ấy các bạn ơi. Nói chung là một sự đổi mới. Ok, okay, không dèo nữa, bây giờ là mình sẽ vào trải nghiệm rank từ chiến OP2 để xem là có thay đổi không nha. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký để nhận thông báo ra video nhá. Và bây giờ thì let's go. Đầu tiên mình thấy sự thay đổi về bản đồ đó chính là thêm tuyết đấy các bạn ơi. Wow, Giáng sinh tới gần rồi nè. Ủa, rank đâu rồi, như kiểu chết thương vậy trời vãi. Thì bây giờ là Garena sẽ ẩn rank và chỉ để một cái mức rank đó chính là trung bình của cả team thôi các bạn ơi. Vãi. Kiểu gì. Như vậy là bây giờ mình sẽ không thể nhìn rank của team địch khi mà mình chơi rank từ chiến đấy các bạn ơi. Uầy, không biết Garena làm vậy để làm gì. Chắc là để cho đỡ biết rank của nhau và sẽ đỡ tâm lý hơn thì các bạn. Kiểu như là lỡ đâu gặp rank cao rank thấp thì mình sẽ không biết đấy các bạn ơi. Và sẽ kiểu một mức rank trung bình của team thôi các bạn. Trời ơi. Vậy là team kia sẽ có đa số là rank thách đấu đấy các bạn. Bởi vì là mình cũng thách đấu mà. Ừ. Đúng đúng. Ok rồi, nói chung là đây một sự thay đổi cũng khá là ok. Nhưng mà mình vẫn thích kiểu nhìn rank của team địch hơn. Để kiểu như là biết là team địch mạnh như nào ấy các bạn. Trời ơi, trên trận đấu headshot mình đấy các bạn ơi, ghê vậy sao. Ngồi xem TV thôi mà vừa phải ra chết rồi ấy. Uầy, bản đồ tuyết chắc là lạnh quá nên là mình bắn run tay thôi mà. Nhưng mà mình thấy tuyết nó không phủ kín bản đồ lắm nhờ, kiểu vẫn hơi ít tuyết ấy. Và nếu mà có thêm con người tuyết thì lại tuyệt vời quá. Ui dồi ôi, má vừa ra đã mất đống máu này trời. Từ từ cho mình hồi máu cái xem nào. Kì kì kìa, từ từ. Này, ui dồi ui, 3 đêm 1 kill. Ok, mình xử được thanh niên bắn one shot 500 mình vừa nãy rồi nè. Từ. Ui nó cứu rồi, ôi tôi xong. Ui, ơ, hình như là còn một thanh niên ở keo đỏ hay sao ấy các bạn ơi. Rồi qua luôn. Wow, bên phải kia bạn số 1 kia bắn đỉnh ghê luôn á. Bạn đó clear 2 người luôn rồi. Rồi thì bây giờ xử nước đứa này cho nào. Ơ kìa, ủa gì vậy trời, mình có trước kịp ăn kill mà. Mình thấy vị trí của team địch rồi nha. Đây rồi, ui, lò xo mia rồi kìa. Ok, đếm ngược tự nốc coi. Ui dồi vai. Này, ui mày quá. Trời ơi, bắn toàn người mà mình vẫn xử được. Ui dồi, 3 kill rồi nè. Đây, Sonia nè, trời ơi. Kill cuối mình hơi cay át nhưng mà không sao. Làm vậy để mình lấy qua kill cho đẹp mắt mà. Trời ơi, uầy. Má, trời nhiều pha xích thì tạch rồi đấy. Nhờ may quá vẫn xử được ý các bạn. Uầy, gặp nóc sườn nè. Nhưng mà mình không có kỳ kỳ các bạn ơi. Chắc là mình sẽ test tank bo sau nha. Bây giờ là mình sẽ bắn đá nha các bạn ơi. Uầy, là một quả cân 4 gỡ cả kill liền. Trước là mình thấy mỗi lần cầm nhỏ OB là rất là lag luôn đấy các bạn ơi. Còn bây giờ là mình thấy bình thường ấy, bắn nó vẫn mượt thì các bạn. Hay là do mình cập nhật xong mình chơi sớm quá nên là vẫn ít người chơi nhờ. Ồ, chắc là kiểu bây giờ mọi người đi học nên là hiện tại đã khá là ít người chơi. Chắc là phải đến tầm tối bắt đầu mới đông, bắt đầu mới like các bạn ơi. Úi dồi ôi. Ok, quá xử luôn nè. Này. Úi dồi ôi. Ôi mình phải AK, cứ ra đợi là vào đấu này, địch là sắp vào đỡ được. Rồi, còn được quay kia. Chả lẽ để lên luôn, ừ lên luôn đi các bạn ơi. Rồi, 3 người chả lẽ không thắng được. Và trận này chả lẽ không thắng 1 cơ đúng các bạn. Này, úi dồi. Hình như là cái bạn kêu one shot ghê lắm luôn á. Nãy giờ là mình thấy bạn đi tới headshot đi các bạn ơi. Ghê. Này, trời ơi, mình ẩu nha. Trời ơi, wow, one shot 9 góc kiến luôn. Ghê vậy sao. Chả lẽ quả này team mình không thắng đúng không. Đó, mình cứ yên tâm hồi máu thôi. Đó, thắng rồi nè. Nói chung là mình thấy từ chiến nó vẫn bình thường nhờ. Ít sự thay đổi quá ấy các bạn ơi. Thay đổi mốc cái rank ấy các bạn. Ok, lên được 263 top. Ui, tỷ lệ sót của bạn này toàn 90% luôn này các bạn ơi. Ui, chứ có kiến 100% luôn này. Ghê vậy sao, trời ơi, có bạn này bán kiểu gì mà toàn 90% luôn. Wow, tỷ lệ headshot 90% luôn đấy các bạn ơi. Ui, mình check thử nhận của bạn vừa nãy gánh team kia mà thấy tỷ lệ sót bất ngờ quái các bạn. Nhưng không sao, team mình vẫn thắng 4-0 mà. Được cái là cờ nhỏ B mình không thể lay các bạn. Nên là nãy giờ mình bắn tự tin vãi. Mình bắn kiểu như là ra đạn vào đầu các bạn ơi. Ui dùi ui, bắn rất là mượt luôn đấy các bạn. Này,
đây, ui dồi, chạy đâu. Rồi, còn một đứa cuối thôi các bạn. À, trên này. Ui dồi, xuống đất ngay. Trời ơi, chạy lên mái nhà như vậy. Xuống đất đi. Có đứa đang hồi máu nè. Ok, vào ăn luôn nha. Ui từ. Có đồng đội nói đây. Má từ, em đùa. Rồi, đông quá, có đồng đội nó nữa các bạn ơi. Vậy mình mất một đống máu vì bọn này nè. Tất cả là mình đang bị khóa kỹ năng ấy, nên là mình vô dụng quá, không dùng được kỹ năng ấy các bạn. Từ, nhảy lại vào chỗ cũ để hồi máu tôi nào. Rồi ok, hồi máu đã, mong là team mình thắng được nhá. Mong là team mình xử lý bọn đó hộ mình được luôn. Rồi, ui vãi, thắng luôn rồi này, ghê vậy. Được. À, thì mình xin phép BR một xíu nhá. Thì mình mới tạo kênh mới có tên là Zombie FF. Bạn nào muốn xem mình lao ra sinh tồn hay là làm về các chủ đề khác thì có thể qua đăng ký kênh mới này của mình nhá. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó, thì ok, bây giờ tập trung bắn thôi nào. BR một xíu thôi. Nên là các bạn nhớ ủng hộ kênh mới của mình nhá. Ok luôn, trời ơi, thì bắt đầu từ bây giờ là mình sẽ làm thật là nhiều video song song giữa Tử Chiến và Sinh Tồn ở cả hai kênh nhá. Và nếu mà có nhiều thời gian thì mình sẽ livestream nữa để chơi cùng các bạn nha. Đó, mình đang tính toán là sau này mình sẽ làm thật là nhiều kiểu chăm chỉ hơn đi các bạn ơi. Thật ra là trước giờ là mình vẫn chăm chỉ thôi, chẳng qua là mình làm một video khá là đầu tư thời gian, khá là mất nhiều thời gian, nên là các bạn đừng tiếc mình một like nha. Okay. Bởi vì là mỗi video leo rank là mình toàn leo mất cả buổi cả ngày luôn đi các bạn ơi. Thêm cả edit các thứ nữa nên là hơi lâu ấy. Này, nên là mình khá là ít thời gian livestream với các bạn. Nhưng mà sắp tới là mình sẽ cố gắng dành hết thời gian kiểu như là, nói chung cố gắng làm thật là nhiều video và livestream cho các bạn xem nha. Ok rồi, thì bây giờ còn hai đứa trước mặt mình nè. Này, từ. Trời ơi, này, quang lụ ai cơ. Hở chân nè, từ nãy hở đầu giờ hở chân. Rồi, còn một đứa thôi nè. Chạy đâu em ơi. Từ. Không chạy được đâu. Và không liền. Chả lẽ trận này lại 4-0. Ủa, lên mái nhà làm gì vậy? Lên mái nhà để bắt con gà hả trời? Trời ơi. Ok, mình đứng đây cover với các mờ cho team của mình nha. Thì mong là team của mình sẽ xử lý tốt ở bên đó ấy. Tôi chắc là mình qua hỗ trợ team mình thôi. Chứ mà ngồi nhà bạn làm các mờ thì cũng không ổn, bởi vì là bo cũng đang vào với các bạn. Rồi, ok, đây. Ui dồi, hở đâu ra sân nào. sợ liên. Rồi từ. Chắc là tin địch ở bên trên nhà hết đấy các bạn ơi. Ui, các bạn đặt keo luôn này. Rồi, áp dụng luôn các bạn. Mình sẽ lên hỗ trợ team mình nha. Ơ kìa, trời ơi, keo mình đặt thì nhảy dễ, mà keo người khác đặt thì mình nhảy cứ lôi lôi kiểu gì ấy. Đây rồi, ui, vãi trưởng đồ hồi máu kiểu gì vậy. Phải chạy lên lầu 3 hồi máu chứ. Đừng đấy để hồi máu à, trời. Ok, trận này lại 4-0 các bạn ơi. Và mình lại lên được 240 top nữa này các bạn ơi. Lên top nhiều vậy. Trời ơi, không nhìn được rank của team địch. Xong kiểu như là cứ khó chịu kiểu gì á. Không quen thì các bạn ơi. Xong thì mình chả biết là team địch có mạnh hay không. Team địch lại mang khóa kỹ năng và là khóa hết cả team mình luôn đấy các bạn. Nhưng mà không sao, khóa kỹ năng nhưng mà nó có khóa skin súng đâu. Mày cầm mồm đi. Sơn súng vẫn tăng đêm được là vẫn bán được. Úi dồi ui. Ai ai ai. Úi dồi, mình kê ai cơ. Ui, ba mẹo này. Này, ui. Trời, má, suýt thì chết. Mày quá. Ủa, sao nó chạy qua đây nhanh vậy. Ủa vãi, ở sau lưng mình lúc nào vậy trời. Úi dồi, thôi xong. Hiện tại bạn này đang có Sonya ấy. Mình tin là fan này bạn này sẽ xử lý được. Cố lên em ơi. Đó, không sao sao, có Sonya mà. Cứ ra bắn nó thôi. Cứ bắt đầu thôi. Đấy, có Sonya. Trời ơi, tình địch chắc là cay lắm đấy. Hướng đi lại không lường trước được. Trận này lại 4-0 rồi. Ủa, đầu mùa dễ vậy sao? À nhầm, đầu OB chứ không phải đầu mùa đâu. Ui dồi ôi, vãi, lấy giật tận 4-0 ấy các bạn ơi. Trời ơi. Ok, chắc là mình sẽ dừng video đầu tiên của OB12 tại đây thôi nha các bạn ơi. Và nếu thích đồ mình đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng kết bờ chưa kỳ định nhận thông báo ra video nhá. Và video sau các bạn mình làm gì tiếp trong OB12 đừng quên comment dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.